Hi mọi người nha, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Đến với clip hôm nay thì tôi sẽ vào sâu cho anh em xem một số arc cũng rất là ok. Đến với cap đầu tiên, arc Zing full 2 server nha anh em. Đặc quyền VIP 5 lên vào 100, KD 1.7 cũng rất là cao, hạng mục 36.000 kim. Arc thì còn 3k mốt kim cương. Bên EOS thì còn 10k nha anh em. Thì full 3 vòng thôi, giá cũng rất là ok, hơn 500k thôi, full 3 vòng. AK47 Transformer, M451 Transformer, M451 Bonbit, 3Z Bonbit, 3Z Out, A12 Hayfan, Golden Sắc, DE Bonbit, DE Thunder X2. Trận chiến thì có 2 cây VIP, cây Kuribit và cây Kerit Bonbit thì ở trong set 3Z Bonbit. AK Bá Tước, AK Zusa, USB Bá Tước, A12 Booster, Chết Tổ Ong, Thực Ca, IAS Phonic X2, Kiếm Vàng X2, Nằm Đấm Titan, Đao Phán Quyết X2, Katala Transformer Gold, Trở Lung Gà, M4 Gung Công, M4 Băng, 3Z Gung Công. Đấy, rất nhiều quắm, AK Chao, AK Gold, nói chung súng tím thì cực kỳ nhiều luôn. AK M4 giải đấu Hàn này, T91, Đua Team V-Royal Dragon, Subi Chicken, M4 Fantasy, nói chung là cực kỳ nhiều súng tím nha anh em. AK47 Max. Đấy, kéo mãi vẫn chưa hết. TBSS các kiểu. Rồi, arc thì cũng rất là ok. Đấy, nhân vật thì có Sloco, Viễn, full nhân vật 3 vòng quay, nhẫn và dây chuyền, nhẫn ngắp kẻ địch hiện HP, cũng rất là ngon rồi. Đấy. Thiên Phú thì nói chung là hầu như cái gì cần thiết đã mắc nha anh em nhé. Thiên Phú đẹp, BBB đã mắc. Đấy, VIP 5 nhân vật 100kd cao, full 3 vòng, có cả trận chiến VIP nha anh em. Nhân vật thì có Sloco, còn 3k mốt kim cương, EOS thì còn 10k, giá hơn 500k. Rồi tiếp tục đến với cái hạt số 2 thì cũng là một hạt linh full nha anh em, đặc quyền VIP 5, KD 1.34 và cũng hơn 4.000 kim, còn 807 kim cương để anh em có thể đổi tên thôi. Giá thì cũng rất là ok, hơn 500k, đầy đủ súng anh em chơi. AK Transformer, AK47 VIP này, M4A1 Bonbit, M4A1 STWX2, AWM Inferno Dragon, 3Z thì đầy đủ luôn nhé, 3Z Bonbit này, 3Z Out, 3Z Transformer, DE Bonbit, Katala Transformer, AK Bá Tước, AK Zusa, Mauser, M240B Kết Na. Được bên tao bên arc này thì vũ khí phụ thì rất là ok luôn nha anh em nhé. Nỏ CB Transformer, lỏ 3 viên, cung Fury, lục đầu bò băng, đao Fury, chuỗi lông gà, AK Vũ Công, 3Z Belly, quắm. Nhân vật thì có full nhân vật 3 vòng quay, 2 server nha anh em nhé. Nhẫn và dây chuyền đều có, 2 dòng 5 sao, 1 dòng 4 sao. Thiên Phú thì úp được khoảng 50% thôi. Đấy, KD cũng 1.34, còn 800 kim cương anh em mua thẻ đổi tên thôi. 500k, hơn 500k nha anh em nhé. Akachan, Akavip, M4 Bonbit, M4 S-Reguery, AWM, riêng dòng 3Z thì đầy đủ luôn. AWM, 3Z Bonbit, 3Z Out và 3Z Trang, DE này, lỏ CB Transformer, lỏ 3 viên, cung, lục đầu bò, nhân vật 3 vòng quay, có nhẫn và dây chuyền. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cạc số 3. Đặc quyền VIP 4 level 89, KD 1.2 và hạ gục cũng 25.000 kill nhé, kill khá là cao. 2 server, Zalo. Và nếu anh em nào thích chơi 2 vòng cơ bản thôi, không cần nhiều súng thì có thể mua hạc này rất là ngon. Đấy, giá thì có hơn 300k thôi. 2 server, Akashan Former, AWM Inferno Dragon, 3Z Bonbit, 6 lòng, DE Bonbit, DE Thunder, một cây dìu BC AC Lobel Dragon, Chép Tổ Ong, Fury Ultimate Gold, Katala Transformer, Akavu Công. Đấy, hơn 300k được 2 vòng cơ bản, chung cũng rất là ok. Và một số súng tím rất là nhiều nhưng mà tôi sẽ kéo qua thôi. Akachao M4 Royal Dragon, 3Z Royal Dragon. Đấy, một khẩu SMG này, cầm sao, Team B, Tua Team B, Royal Dragon, nói chung cũng đầy đủ súng để anh em chơi, có cả 3Z đen luôn.
Đấy, nhân vật chỉ có nhân vật 3 vòng quay thôi. Còn nhẫn và dây chuyền nha anh em. Nhẫn 3 dòng năm sau ngắm kẻ địch hiện HP. Thiên phú thì BBB đã mắc nha anh em. Đấy. Giá thì rất là ok, đặc quyền VIP 4, KD khá là cao, hạ gục 25.000 kill, à 2 server và 2 vòng cơ bản thôi. AK, AWM, 3Z, D4Bit, D4Thunder và một số cận chiến. Súng tím thì rất là nhiều nha anh em nhé. Đấy, súng tím khá khá luôn. Nhân vật, full nhân vật 3 vòng quay, có nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP. 3 dòng 5 sao luôn. Đấy, và mua sẵn một cái thẻ đổi tên cho anh em, giá thì hơn 300k thôi. Rồi, tôi sẽ đến với card tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cái ạc số 4 nha anh em. Cũng là 2 server luôn. Server 76, KD 1.66 và hạ gục 12.000 kill. Nói chung là kill rất là cao. Giá thì hơn 100k thẻ cào nha anh em nhé. Đấy. Ạc rất là ok. Full nhân vật 2 vòng quay và đặc biệt có con gold ấy. Và giá chỉ hơn 100k thẻ cào thôi. The Pika, Thompson, Golden Shark, M4A1, Alonimus, Fury Ultimate Gold, AK, Quắm, AK Chao X2, AK Gold, nói chung thì tí rất là nhiều anh em ạ. M4A1 Quid, 9A91, Max, Kimbi Lula này, rất là ngon. Nhân vật thì Rốt và AOE, Hốt Vĩnh Viễn cực kỳ ok rồi. Nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP, 2 dòng, 3 dòng 5 sao luôn, vãi trật trưởng. Đấy, thiên phú thì cũng gần mắc BBB nhưng em còn 2 ô nữa là mắc thôi. Rồi tôi sẽ đến với cái hạt tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cái hạt tiếp theo. Level 91 nha anh em, đặc quyền X5, KD 1.89, KD rất là cao, à còn 2K 3 kim cương. À 2 server nha anh em nhé. Đấy, nhưng mà bên iOS thì sẽ ngon hơn, còn 2K 3 kim cương. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh khôi đồ thôi. Chỉ full 3 vòng, giá cũng rất là ok thôi. Hơn 600 nha anh em. Đấy, AK Transformer, AK 47 VIP này, M4A1 Transformer, M4A1 Von Beat, 3 Red Von Beat, ZBK 6 lòng, Thompson. Súng DAI thì đầy đủ, còn full 3 vòng cơ bản thôi. A12 Hi-Fi, Golden Shark, DE Von Beat, DE Thunder. Cận chiến thì có một cây dìu xanh này, Kuri VIP Inferno, AK-47, Rosa, 3Z Nobel Dragon, Mauser Nobel Dragon, BCAC Nobel Dragon, M4A1 Alonimus, Cung Fuji cũng rất là bá. Đấy. Rồi, EIS Phonic chiếm vàng, Kuri Ultimate Gold, giá hơn 600k thôi. Cái móng rồng này, gậy đầu lâu thương xét. Đấy, và một số súng tím, QBZ-03, QBZ-95, ZBK Cung Hoàng Đạo. Đấy, và một số súng trắng nha anh em. Tôi xem có lựu đạn không? 2 quả lựu đạn cơn la, 1 quả flash, 1 quả smoke. Nhân vật thì có Maria, Aoi và con Soloco. Chung là con 600k rất là ok. Kim cương vẫn còn 2k3 luôn. Có nhân vật VIP full 3 vòng. Trận chiến thì có quán VIP nha anh em. Để truyền và nhẫn. Nhẫn thì cũng ngắm kẻ địch hiện HP. Còn 2 dòng dưới thì tẩy sau cũng được anh em ạ. Tại vì nó không quan trọng lắm, tẩy rất là dễ. Thẻ đổi tên thì đã mua sẵn cho anh em rồi. Cũng gần 500 kim cương, rất là ngon rồi. Rồi tôi sẽ đến với card tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với card cuối cùng. Level iOS nha anh em. Đặc quyền VIP 3, level 57 và KD 1.31. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh coi đồ cho anh em xem thôi. Giá thì hơn 100k. À, dinh trắng luôn. Đấy, rất là ngon. M4A1 Bon Beat này, M4A1 SZ Wedding, The Big K, 6 lòng, Thompson, DAI đầy đủ, AK bá tước, USB bá tước, nắm đấm tây tần, móng rồng. Đấy, giá thì hơn 100k thôi, kiểu cái dinh trắng server iOS anh em. Nhân vật thì có con Soloco vĩnh viễn cũng rất là ngon.
Có Thiên Phú thì cũng úp được khoảng 50% thôi. Vòng quay thì mỗi vòng quay được mấy ô. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Anh em mua thì inbox Zalo tôi và có thể gọi điện trực tiếp cho tôi, số điện thoại thì lúc nào cũng có ở đầu clip. Anh em thấy clip hay thì để lại một like, một xúc ủng hộ mình nhé. Tạm biệt anh em.